đổi rất là lớn. Do gì ạ? Đây là trợ từ đế đó. Nguyên nhân lý do internet gì? Chúng ta có đáp án là Yongbang nhá. Hạt ta sự nó bằng với một từ nữa là gì ạ? Hạt tên là phát triển. Được chưa? Hạt tên và hạt ta sự bằng nhau mọi người. Còn hạt sinh này thường là đi với gì ạ? À, phương tiện đi lại xuất phát nhé. Ví dụ xe kuruma hoặc là hikoki. Hashin là kuruma hoặc là hikoki supatsu, được chưa? Còn hapio phát biểu thì không đúng rồi đó ạ. Hakko này thường là đi với shikaku bằng, đúng không? Bằng cấp hoặc là giấy tờ chứng nhận phát hành giấy tờ, đúng không? Giấy tờ bằng cấp. Ví dụ như shusoku suru tame ni gakko kara shikaku o hakko shite morau to ka. Ôi phóng to ra. Sensei đã phóng như này là hết cỡ rồi nhá. Mới nhìn rõ không nhỉ? Rồi chúng ta chỉ được phóng được cỡ như thế này thôi, còn phóng to nữa chứ nó sẽ bị che mất. Sensei sợ rằng chứ nó sẽ bị che mất. Rồi các bạn nhìn rõ hơn được chưa? Rồi Sensei thấy là bây giờ nhìn đỡ hơn rồi. Rồi chúng ta tiếp tục nhá. Câu số 2. Kore wa watashi ga ima made mita naka. Nhớ ở đây nó đọc là naka nhá, mita naka de. Saiko no eiga desu. Đáp án số 2 nhá. Chờ. Saiko ichiban. Được chưa? Ichiban i no. Ichiban i eiga. Được chưa? Còn saidai là oki, đúng không ạ? Vậy ở đây là oki cho nên nó lớn nhất thì không đúng rồi. Còn zetsudai là tuyệt đại, không đúng. Zekko, chúng ta nói từ zekko này thì thường đi với gì ạ? Ví dụ như kyo choshi wa dou desu ka? Hôm nay thì trạng thái cơ thể của bạn có tốt không, đúng không ạ? Và chúng ta có hay có cụm là gì ạ? Zekko cho là cơ thể tôi rất là tốt, đúng không ạ? Zekkocho. Đấy, いい desu ka? Zekkocho nhé. Tiếp theo câu số 3. Câu số 3, watashi no heya wa minami nani nani de hiyatari ga ii. Hiyatari ga ii là gì ạ? Phòng, căn phòng mà gì ạ? Ánh sáng tốt, đúng không? Căn phòng có ánh sáng chiếu vào.